Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Ở đây em đang có cái chai phân bón vi lượng. Các anh chị có thể sử dụng cho cây ăn trái, cây công nghiệp và cây rau. Cây ăn trái, cây công nghiệp thì các anh chị có thể sử dụng vào cái thời kỳ là sau thu hoạch, hoặc là mình dùng vào cái thời điểm mà mới trồng cây con xong nhé. Trong giai đoạn sinh trưởng phát triển đấy nhé. Để cho nó bung chồi, vọt đọt mạnh, xanh lá, mướt lá, bóng lá, nở bụi và tạo tán, hạn chế bị bạc lá này. Với cây rau màu thì các anh chị sử dụng vào cái lúc mà ra lá thật và sử dụng 2 đến 3 lần, cách nhau khoảng tầm 7 ngày. Chai này là chai 500 ml nhé. Một chai nó có thể pha được khoảng từ 400 đến 500 lít. Còn với cây ăn trái, cây công nghiệp thì các anh chị có thể sử dụng vào cái thời điểm mà sau khi mình thu hoạch xong và đã cắt cành, cắt tỉa cành rồi nhé. Và dùng được cả cái lúc nó đang nuôi trái nữa, để cho nó giúp tổng hợp cái chất dinh dưỡng để nuôi trái nhé. Nó sẽ giúp cho lá xanh mơn mởn, dày bóng mượt và tăng cường khả năng quang hợp và tổng hợp nhiều chất dinh dưỡng vào nuôi trái tốt, kích thích bộ rễ phát triển mạnh, rút ngắn thời gian kiến thiết cơ bản và phục hồi cây sau thu hoạch. Một chai pha cho 400 lít nước nhé. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.